Xin chào những khách hàng xinh đẹp của bệnh viện thẩm mỹ Em Cáp. Ngày hôm nay thì Em Cáp có một buổi trò chuyện với một vị khách hàng đã từng thực hiện dịch vụ là tiêm mỡ mặt kết hợp với tế gốc uốn rốn tại bệnh viện thẩm mỹ Em Cáp. Ngày hôm nay thì mình được đúng tròn 6 tháng đúng không chị ha? Dạ, mình tới tái khám. Thì để thấy được sự khác biệt thì chúng ta sẽ cùng xem hình ảnh của chị ấy trước khi tới với Em Cáp nha. Quý vị có thể thấy đây là hình ảnh trước khi mà chị thực hiện dịch vụ tại Em Cáp. Chị Nhung thì có các cái phần khuyết trên gương mặt làm cho gương mặt của chị ấy nhìn không có được tươi tắn lắm. Đây quý vị có thể mình phân tích từ trên xuống dưới nha. Thì đầu tiên đó là bên hai bên thái dương này chị ha. Người ta nói là hai bên này là hai bên giữ tiền á. Nhưng mà hiện tại lúc đó thì hai bên thái dương của chị ấy khá là khuyết. Rồi tiếp theo nữa là đến cái vùng mí dưới nữa. Rồi cái điểm tiếp theo nữa là hai bên râu rồng hay còn gọi là rãnh mũi má thì cũng khuyết rất là nhiều luôn, đặc biệt là hai bên má nữa nhá. Quý vị có thể thấy hai bên má nữa khuyết vùng này rất là nhiều. Sau khi mà thực hiện dịch vụ là cái mỡ toàn mặt kết hợp với một công nghệ nữa, đó là kết hợp tế bào gốc uốn rốn tại Em Cáp, thì chúng ta sẽ cùng đi từng bước ha. Đây là hình ảnh của chị Nhung sau ngày thứ bảy. Quý vị có thể thấy là mình chắc là thuộc cơ địa mọi người nó lâu có lành bầm đúng không chị ha? Dạ, cho nên là vẫn có thể một chút bầm ở dưới mắt, nhưng mà mình nhìn gương mặt đã thấy thay đổi hoàn toàn rồi. Vâng, đây là sau 7 ngày, còn đây là một kết quả rất là bất ngờ sau 6 tháng đúng không chị ha? Và chị Nhung có thể chia sẻ cái cảm nhận hiện tại của mình bây giờ với các bạn đang xem cái video này để các bạn có thêm động lực để làm đẹp được không ạ? Chào các bạn. Chị làm nay được 6 tháng là tiêm mỡ mặt với lại kết hợp tế bào uốn rốn. Thì sau 6 tháng nay chị tái khám, chị thấy cái da mình nó săn chắc hơn. Dạ. Sáng và cái vệt nám như trên cái mặt mình lúc trước đây rất nhiều. Dạ. Bây giờ nó đã lan nó bớt, chỉ còn nó bớt rất nhiều. Dạ. Chị thấy rất là hài lòng với tự tin sau khi làm cái liệu trình này. Dạ đúng rồi chị, cảm ơn chị rất là nhiều. Thì chị có thể chia sẻ là trong lúc mình làm thực hiện dịch vụ tại Em Cáp thì chị cảm nhận như thế nào về bác sĩ cũng giống như là nhân viên chăm sóc tại Em Cáp đúng không ạ? Nói chung là nhân viên các bác sĩ rất là tận tình, tận tâm, dễ thương, tư vấn rất kỹ càng cho mình. Dạ thì không biết là trong lúc mà mới thời gian mình làm chắc chắn là có sưng nề đúng không chị ha? Không biết là trong khoảng thời gian đó thì các nhân viên của Em Cáp có theo dõi chăm sóc mình tận tình và kỹ càng không ạ? Mấy ngày đầu chị về thì qua ngày mai có một em điện lại hỏi thăm. Dạ. Cái tình trạng của mình thì chị cũng nói nó hơi sưng thôi, bầm thì có bầm, cũng tư vấn, cũng dặn dò từng đủ thứ. Chị cũng trao đổi với mấy em dặn có cái gì mà thắc mắc thì cứ điện mấy em tư vấn cho. Dạ. Mấy em dễ thương lắm, nhiệt tình lắm. Dạ vâng, cảm ơn chị. Thì cho em hỏi là sau khi thực hiện dịch vụ tại Em Cáp thì trong cuộc sống cũng như là giao tiếp hàng ngày á, mình có thấy sự thay đổi gì không chị Nhung ha? Có, chị thấy mình tự tin hơn, tại vì cái công việc của mình cũng gặp khách hàng. Dạ. Chị tự tin hơn lúc trước cũng dạ, nhiều vâng. Lắm. Dạ vâng, cảm ơn bệnh viện. Dạ. Tất cả các bác sĩ kiếp bệnh viện Em Cáp. Dạ vâng, cảm ơn chị, đó là cũng điều mà Em Cáp mong muốn mang lại cho khách hàng. Dạ vâng, cảm ơn chị vì buổi nói chuyện nhỏ ngày hôm nay nha. Mong rằng qua cuộc nói chuyện này thì các bạn trẻ và cũng như là các bạn muốn thực hiện dịch vụ tiêm mỡ toàn mặt sẽ có động lực hơn để thực hiện dịch vụ này và mình càng ngày càng đẹp hơn chị ha. Dạ vâng, vâng. Cảm ơn bệnh viện. Cảm ơn. Dạ vâng, chào chị ạ. Video của Em Cáp xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.